rồi, tiếp tục live buổi tối của ngày mùng 1 anh em. Hôm nay em lên một lô áo Philips giá rẻ cho anh em này. Ai thích ủng hộ, ai cần tìm những con Philips mà giá rẻ thì gặp con này nhá, gặp đêm nay nhá. Áo Philips MA1 chuẩn hàng cấp phát của Linh Mỹ, vai của nó là 59 màu xanh đen. Dài áo là 63. Cái cổ ở trong thì nó có dơ một tí tí thôi. Cái đầu cài thì ngon lành cành đào nha em. Ở trên này thì đều đẹp, chỗ này dính một chút dơ thôi này. Dơ đen đen á. Và con này thì size 50 USA này. MA1 của hãng Alpha. Con này là dân dụng rồi. Con này là dân dụng, không phải hàng cấp phát. Hàng dân dụng nhưng mà của Mỹ nha. Bên này đều đẹp, ở đây nó bị dơ này. Nói chung là cái cổ tay này là nó bị dơ hết anh em, dơ đất hết này. Qua bên này cũng có dơ. Ra đằng sau này ok luôn, ở trên cổ có dơ một chút ạ. Lên ống tay. Ống tay này nó bị dơ từ đây lên nhá. Ở đằng bên tay này thì cái nắp túi này nó bị dơ một chút này. Đây dơ. Dơ này, vết dơ này về giặt có sao đâu, đúng không? Cái đầu khóa của nó hai mặt này, sử dụng mặt trong và mặt ngoài, mặt trong thì quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn. Bây giờ em đo vai và chiều dài lại nha. Vai 60, dài áo là 63. Nếu mà anh em tự tin thì trên 1m7, còn không tự tin thì dưới 1m7. Đúng người đúng tội là con này đã cao trên 1m73 rồi. Đấy, người mà sử dụng đúng xanh điều của một con Philips là đã cao trên 1m73 rồi. Rồi, chốt dùm em 500.000 mã 83 có 500.000 thôi, 8 đến 90 kg. 8 đến 90 kg, 500.000 một con MA1. MA1 anh em. Cái một con này màu đen, lốt cam nhỉ. Cái này là gọi là giải phóng năm 75, là anh em đều được thưởng thức những con lốt này hết rồi đó. Con này là vai 52. Vai 52 và dài áo là 64. 64 thì anh em trên 1m7 cũng được, dưới 1m7 cũng được. Thích dài thì mua, mà thích ngắn thì chốt. Vậy thôi. Và đầu cài đầu ra thì khỏi phải lăn tăn nhá. Cái này là dây keo đồng. Ở trên này cũng có vài chấm dơ lăn tăn thôi, gọi là dơ đất nhẹ nhẹ thôi. Dơ đất rất là nhẹ. Cái tem hàng cấp phát của nó này. Con này nó bị bung chỉ ở ngay cái nắp túi này này, cho nên cái tem này nó cũng bị tuột ra. Và anh em cho nó chui vào và chần lại giùm em cái là nó như thế này thôi. À, nó như thế này thì em sẽ đọc cho anh em này. MA1 size large. Ôi con này cũng dân dùng Mỹ luôn. Không phải, con này cấp phát chứ. Tên USA Mark in USA này. Con này là hàng cấp phát. Con này là hàng cấp phát. Rồi qua ống tay này thì đen tuyền và đều ha. Chỗ này có hai chấm dơ. Ở đằng sau này cũng đều, vào chỗ này nó bị dơ một chút bệt gì màu đâu nâu này. Lên cái cổ tay này cũng đều và đẹp hết anh em, dơ này và dơ đều hết nha. Có một cái tem ở dưới này nó bị bung mà cái mép này anh em này, mép này nó gấp mút quá này, nó bị tưa khi mà nó đưa cái viền qua, nó gấp lại, nó gấp đáng lẽ cho nó cái này nó sâu vào nó mới trần, bên này nó chơi gấp mút mút về nó trần thì nó buông ra như này ha. Rồi qua ống tay, qua thân trên này, ở đây là nó gỡ thì anh em bứt cái này ra đi, ở đây nó dính một chút dơ hết. Size large là con này cũng 80 kg rồi. Màu đen, đen tuyền. Rất là đủ, 8 đến 90 kg luôn. 8 đến 90 kg hồi nãy em đo chiều dài anh em để ý nha. 500.000 mã 82,
cái bo này nó không có lủng nhưng mà nó đổ lông. Anh em có thể dùng dao lam nghiêng cạo sạch sạch xuống cho em là nó bay hết cái lông thì nó sẽ đẹp lên nhé. Còn 500 ngàn một cái thôi. Chốt chúng em có màu đen. Số lượng không có nhiều nha anh em. Bên này có vét kho được cái nhiêu, chọt chọt cái nhiêu. Con này là dây keo nhôm. Con này là vai 51. Dài áo là 63. Con này anh em tự tin thì trên 17, còn không tự tin thì dưới 17. Thông thường con này trên 1m73. Dây keo nhôm nha. Nhưng mà cái đầu cài này, anh em nhìn cái đầu cài này, nó tưa cái chân ra như vậy nhưng vẫn kéo ok. Con này là em dán để báo lỗi nha. Ở đây nó bị dơ một chút ở ngay nắp túi. Em này còn nguyên rin luôn. Còn nguyên rin MA1 này. MA1 này. Size large. Tên ở Việt Nam mang in dưới đây. Con này cũng chuẩn hàng cấp phát luôn. Chuẩn hàng cấp phát nha. Chút nữa em sẽ kéo dây kéo. Ở ngay cái chỗ này nó bị dơ này nha. Bo vẫn còn nguyên đều nha. Ở ngay cái cổ tay đằng sau này nó bị dơ chút đây nữa nè. Ra đằng sau này ok. Chất vải này rất là đẹp. Có cái là con này có dơ đất, anh em về giặt giùm em cái thôi. Dây keo nhôm nha. Con đầu dây nhôm, dây 2 dây đồng, con 3 dây nhôm. Size large thì chiều dài này em hồi nãy em có nói anh em rồi. Anh em thích dài thì cứ quýt dài, và anh em thích ngắn thì mặc ngắn thôi. Con này cũng 80 đến 90kg. Hàng cấp phát anh em. Ai ưng con này em nói chất vải con này rất là ok. 490.000 mã 81. Em thử kéo lên nha. Cái này nó bị xìa cái chân lên rồi. Xìa chân lên là mình phải, khi mình kéo là phải dỗ nó từ từ. Khi nào nó đẩy xuống nó bằng rồi lúc đó mình mới được kéo. Cũng rất là khó nha, khó kéo đó. Ok à? Khó kéo nha. Anh em về anh em phải làm cách chân lại để giữ cái chân nó đỡ bị ngoắc. Bởi vì cái chân nó bị tưa ở trong như áo 10 số 5. 490.000. Nhưng mà con áo đẹp và màu đẹp, chất vải đẹp. Chỉ có cái chân khóa này nó bị như thế này, anh em nhìn kỹ rồi chốt nha anh em. Đấy. 490.000 mã số 81. Tiếp một con Philip của Hải quân Mỹ. Ở ngoài là vải kaki và trong là lớp nỉ anh em. Con này ở trong nó bị dơ này. Ở trong này nó bị dơ, bị cái gì nó dính lên á. Nó là size large, x large 36-38. Cái cổ anh em dòm cái cổ giùm em cái, đều màu nha. Ở bên này cũng rất là đều. Chỗ này có một chấm dơ nhẹ tí tí thôi. Qua bên này cũng rất là đều. Và chỗ cổ tay này có hai chấm dơ. Ở đây nó bị dơ một tí tí nữa nha. Bo tay này, bo tay có cái lỗ lũng á, bo lũng á. Ra đằng sau thì đều. Ở ngay cái thân này nó bị dơ một chút nha em. Dơ một chút nha. Ở ngay cái mông này dơ. Ở đằng có ống tay này bị dơ này. Đấy, dơ nha. Ở trên bắp vai này nó không bị dơ ạ. Cổ tay là bị lủng hết rồi nè. Bo tay lủng hết rồi nè. Rồi qua thân này, qua trời là dơ luôn à. Dơ luôn nha anh em. Dơ nha. Dây kéo thì ngon lành. Em đo vai về chiều dài. Vai này vai 63 và dài áo 73. 63, 73. 63, 73 nha. Chiều dài 73 thì thừa lưa trên mức 7 phải không ạ? Con này 80 đến 90kg.
80 đến 90 ký một con Philos của Hải quân mùa đông cực kỳ ấm. Rồi dây kéo thì ngon lành nhá. Nói về dây kéo này thì khỏi phải lăn tăn đi. Ai ăn chốt con này 700.000 mã 80, siêu rẻ con này cho anh em nhá. Một con Philos Hải quân con nó bình thường đẹp là 3,5 triệu đến 4 triệu mấy đó. Tiếp một con Philos màu đen nó cam này, con này to và dài ấy. Vai là 60, dài áo là 66, vậy là bữa nay sale áo Philos là toàn là con bự. 66, 66 thì anh em tự tin thì bận trên 67 nha, tùy anh em thích thôi. Đen tuyền, đen thui lùi luôn. Và con này không có cái tem, mất cái tem rồi này. Có cái đường may tem nên nó mất tem rồi này. Không biết nước nào hết. Ở đây thì cái ổ khóa này thì bao anh em là của Mỹ. Nhưng mà hả? Ở ngay cái nách tay này nó bung chỉ này. Anh em chần lại giùm em cái nha, nó bung nha, nó bung này. Nhét lại chần thôi, bo lũng nha anh em, bo lũng nha. Sau này đều và hai nách tay đều bị luôn, bung luôn. Chỗ này nó bị dơ á, dơ đất thôi. Còn tay bên này thì ok. Rồi hết nha, hết nha anh em. Con này nói về Mỹ thì em bao, nhưng mà hàng cấp phát thì em chưa có biết, chưa có dám. Vai 60, dài áo là 66, 66 ở trên mét 7 là được rồi, đúng không? Còn 60 là vai hơi chà bá lửa này, 90kg trở lên. Con này là phải 2-3XL, 90kg trở lên. Rồi ai thích con này chốt cho em 400.000 mã 48. Dù sao một con MA1 400.000 chả cần bận tâm là nó là của ai hết phải không em. Nhưng mà trong lúc em bao là hàng của Mỹ nha. Còn cấp phát thì em chưa dám bao. Con này thì chuẩn cấp phát 3 lớp mùa đông cực kỳ ấm. Chuẩn cấp phát mà hàng xưa luôn nha, chứ còn 3 lớp không có hàng nay đâu. Vai 52 cực kỳ ấm mùa đông rồi. Dài áo là 65, anh em mua con này thay bo cho em. Thay bo cho em là được một con áo rất là đẹp, được có một con này sót lại thôi. Đấy, từ trên này xuống đẹp, nhưng chỗ này có một cái kẻ chỉ, chả hiểu sao nó có 3 chấm này. Anh em ở trong nhìn thấy không? Sao mà nhìn chả thấy được hả? Nó kẻ chứ nó không có rách, không có gì hết. Tem của nó đây anh em ơi. Nó là của hãng Alpha này, MA1 này. Em cầm coi một mình anh em có thấy không ta? MA1 này, size XL này. Năm của nó là năm 1965. Ghê chưa? Cái đời của nó là kinh hoàng chưa? Đời là năm 1965 luôn. Nghe nói con này là anh em phải liên tưởng một con MA65 mà đời 65. Dây kéo nhôm đời đầu của MA65 á, ba tem nha. Và một con Philos cực kỳ đẹp. Nói về hàng sưu tầm thì con này là mê man luôn. Nói đúng với người đang sưu tầm thôi, chứ còn những người không biết giá trị của nó thì cái con lủng rách như thế này là cho tao, tao chả lấy, đúng không em? Bo nó rách này. Nói chung cái gì cũng phải phụ thuộc vào người biết thưởng thức mới thấy giá trị của nó thôi. Đằng sau rất là đẹp và chất luôn này. Đấy, đấy không, tem còn nguyên riêng của lính, của lính luôn này, Alifork á, của thằng không quân anh em ơi. Còn cái dây kéo của nó là một lớp đồng nguyên khối, nhưng mà sử dụng hai mặt nha. Ở đây là cái dây kéo đồng nó sử dụng lâu ngày, mình không có sử dụng là nó bị rò rỉ xét qua đây. Và cái này không có ảnh hưởng gì hết, anh em giặt thời gian là nó sẽ mất cái chất đồng. Em đo lại vai và chiều dài cho anh em này. Vai 52, dài áo là 64. Với cái chiều dài 64 này là đỉnh lắm rồi, đúng không? Đỉnh rồi. Anh em thích thì trên mét 7, còn không thích thì dưới mét 7 không được. Thay bộ bo thêm 150 nữa. Còn tiền công 50 là 200.000. Con này là 70 đến 75 đến 85 cũng được.
nhưng mà 85 với điều kiện là bụng không có to, còn 70-80 kg là vô tư, đẹp nha. Đấy, hàng bao hàng cấp phát cho anh em và tem zin còn nguyên bản của nó luôn. Chốt chúng em con này 2,5 triệu mã 85. Được, con này gọi là phi lốp đời xưa nữa thôi, còn không có con nào để mà cho anh em hết. Nói về phi lốp là em khui cho anh em mấy kíp rồi đó. Tiếp một con mờ sơ lâm sơ mạc 3 màu sai to, anh vẽ nha. Vai là 55, dài áo là 81. Có anh em nào thắc mắc tại sao cái áo nào sale mà con phi lốp MA1 3 lớp nó không sale không? Có những cái nên sale và có những cái không nên sale nha em. Em không có thể bán rẻ bán đồ những cái con mà hàng đắt được, tiền nào của đó mà, đúng không? Cái giá đó là giá cũng mềm so với một con 3 lớp, nó đâu có lụng rách, chỉ rách bo thôi, giá có 2,5 triệu mà, đúng không? Con này là size large reeler này, 80-90 kg, thân nhựa cổ nhựa, tem còn nguyên zin đi theo áo nha, dây trên dây dưới đầy đủ hết. Và con này là có về tay, bên này đều đẹp mà nó dính 2 chấm dơ này, size large là 80-90 kg, bên này đều đẹp nha em. Cao 1m7-1m74, đằng sau này thì đều và đẹp nhé. Qua bên này cũng đều luôn, ok luôn. Bên này quá là đẹp. Nói về cái độ đẹp của con này thì nếu mà không có xuất hiện 2 chấm dơ chỗ nãy thì con này nằm 96%, nhưng mà nó xuất hiện thì ta bớt đi. Rồi vai là 56, dài áo là 82, rêu lơ cũng hay, lắc rêu lơ 80-90 kg, cao 1m7-1m74, đẹp không? Ai ưng con này chốt cho em giá 500.000 mã 86, con mờ sa mạc 500.000, nó còn mèo hơn một con rần ri á. Cái một con Asiu compact này toàn bộ là thun hết nha anh em, nó là size M, hàng cấp phát của lính Mỹ nha. 60-65 là bình thoải mái, 70-80 là body. Bề ngang của nó là 51, theo em là bình 60-65 thôi. Anh em nào mà 55 cũng được. Dài áo là 75, 55 là bình thoải mái như này nè. Mình cứ thoải mái cho nó dễ chịu, phải không ạ? Tội gì mình cứ ôm body như lính mà ôm cho sát cho nó khoe thân hình, trong lúc mình không có tập gym tập tạ mà mình chỉ tập cái bụng cho nó to ra, thì tại sao mình lại ôm con áo cho nó ôm để nó khoe ra, đúng không? Càng rộng càng tốt, 50-40 chơi được hết. Trước này đều đẹp nha, sau cũng đều đẹp. Chỗ này nó dơ đất chút giặt em cái. Đẹp, 93-95%. Chốt cho em con này 200.000 mà 87. Em còn một bộ multicam này. Nói về bộ này thì đúng ra hôm rồi á, không phải là em lên một bộ hai bộ cho anh em thôi đâu, nhưng mà cái size này là thí dụ như một size em có 20 bộ. Cái là ai chốt bộ này thì em sẽ phát cho anh em mỗi người một bộ, là em có tổng cộng là 60 bộ. Và hiện tại là bộ bay cũng mất rồi, còn được một bộ duy nhất và duy nhất của bộ multicam này nữa thôi, không có bộ thứ hai nữa. Là bữa nay ai chốt được là được thôi chứ không có người thứ hai nữa nhé. Vai 50 và dài áo là 76, medium reeler và 70-80 kg. Báo cáo anh em là khi anh em mua đồ thì phải đo số đo nhé. Vai em đo như em báo, nhưng mà nó để anh em luật bù trừ thôi, chứ không có thể bán bằng số ký cho anh em được. Có người thì bụng to, người thì lưng dài chân ngắn. Mới 93-96%, bán rẻ nha. Một bộ cuối cùng, nói chung là cứ bòn mót, đều mới và đẹp. Và thông thường em không có ghép bộ đâu, bán lẻ không à. Con này là bụng 88 và 8 túi hộp, dài quần 106, không có tì vết, bán rẻ bộ này cho anh em thôi. Đấy, đều và đẹp tuyệt vời luôn.
từ 93 đến 96 bán rẻ này, 750 mã 92. Đáng lẽ là bộ này không bán rẻ đâu nhá. Tại vì có ở đâu bán, nhưng mà để lâu lâu sale cho anh em một cái cho nó có khí thế. Mã 92 anh em. Rồi tiếp một cái quần không quân chất vải caro của lính Mỹ à. Không quân này. Cái này là cái cúc nó nằm bên tay phải và cái lỗ nó nằm bên tay trái. Cái này tại vì có nhiều người có thể thuần tay này tay kia, bụng 81 căng hết cỡ là 88. 8 thứ hộp quần này là dưới ống quần nó bo cái chun này nhá. Anh em không thích thì mở ra và cái line này nó lên line rồi. Nó lên line rồi. Dài quần có 94 à, nó cắt lên line rồi. Quần thì đẹp nhưng mà nó lên line rồi. Bo là để anh em đi vào rừng không bị vướng mắc, không bị ngoắc cành, ngoắc gộc. Còn mình đi ngoài thì không thích thì mở cái dây chun ra. Rồi hai bên đều và đẹp anh em. 93 đến 95. Chốt chúng em con này 200.000 mã 91, bán rẻ con này luôn. Cái bộ con mờ sâu lâm này, con này màu xanh xám. Tức là cổ nhựa, thân nhựa cổ nhựa. Ở trong này là vải satin. Satin là 100 cô tông, à bublin là 100 cô tông. Nó là bublin, không phải satin. Ở bên trong này thì xanh đều, nhưng ở chỗ này nó lủng một lỗ này. Có nhiều khi ở cái ruột trong em không review kỹ á. Ở dây trên còn, dây dưới còn. Và cổ nhựa, dây nhựa này thì bao ok luôn. Và tem ở trong ta còn, em tưởng mất tem rồi chứ. Cái tem này nó cũng quạc quạc. Quạc quạc. Mình đọc không có rửa cái chữ này, nó đưa bút nó cạch cha rồi đọc có được nữa đâu. Nó viết cái chữ tên của nó vào đây rồi. Ông nội mà đọc được cái cổ này nó hơi màu bạc bạc nhé. Cái dòng này chất vải nó màu bạc bạc như vậy á. Nhìn như áo là bạc phách vậy đó. Nhưng mà cái chất liệu của nó là màu đỏ. Nó xuống màu cái nó ra màu bạc này nha. Nhìn bạc phách luôn á. Nhưng mà vải còn dày dặn đẹp. Vải còn rất là dày nha. Cái màu của nó là màu này nè. Giờ nó xuống màu này nè. Đấy, xuống màu này màu bạc cũng có cái đẹp ở đây, nó bị dơ này. Em nhìn thấy dơ không? Dơ này. Đấy, bên này đều. Sau này đều. Bên này cũng đều. Đều hết nha, đây nó bị dơ một chút này. Đây có một chấm này. Rồi, ok. Nói chung là màu bạc. Con này ra màu bạc. Em đo lại vai và chiều dài anh em nhé. Vai 57. Dài áo là 81. 57 là size lắc. 81 là regular. Lắc regular. 80 đến 90kg và cao 1m7 đến 1m74. Chỗ này anh em nhìn thấy cái vết loang dơ này. Đây. Đứng từ xa anh em nhìn thấy rất là rõ nha. Nhưng mà cái màu bạc đẹp chứ, không? Nói chung là con này không có phải là nó bị mềm vải hay là cái gì hết. Nhưng mà cái chất liệu vải của con này so với những màu khác thì nếu mà nó ngon lành thì chất vải nó là đâu có phải màu này đâu phải nhé. Nhưng mà em thấy vải dày dặn. Do cái màu kia nó xuống nó ra màu này. Không biết nó là đời dây kéo nhựa thì con này hôm trước năm 2000 nhé. Nếu mà sau 2000 thì cái V này nó đã không có rồi. Và thân nhựa cổ nhựa nhìn cũng được, không đến nỗi cũ và cũng mấy. Ai mà thích màu bạc thì gặp con này màu xám. Bán con này 600.000 mã 90. Được. Con này được, không có đến nỗi đâu anh em ạ. Nó đâu cái màu á, cái màu nó lại đẹp. Rồi một con áo của lính Anh. Con này là chất vải kaki áo và bẩn áo mùa nắng á, chạy nắng là hơi bị đẹp luôn á. Nhưng mà nó nặng lắm nha. Vai là 53. Dài áo 77. 53 77.
Con này là hai túi siết, cái túi của nó là đi siết nha. Siết siết chỗ này có cái vết gì đây ta? Có 2-3 vết gì xước xước nè. Rồi qua bên ống tay bên này thì cái cổ tay nó cũng có một chút quạc quạc. Ra đằng sau này thì ok. Trên vai này, dơ này. À, dơ này nha. Chỗ này là nó bị cây sợi chỉ nó bị móc, nó lồi lên. Ống tay này cũng ốm luôn. Cánh tay này cũng ốm ốm luôn. Chỗ này nó bị dơ, nói chung chỗ này nó bị lúng luôn. Nó bị lúng này. Đây. Áo này vừa dây kéo vừa sai cúc. Quần nó nhanh, là áo khoác nhẹ chạy đường á, nhưng mà nó nặng. Nói áo khoác nhẹ mà nó nặng. Áo này là chạy đường trời nắng cực to, nó không bị nóng. Còn áo mà khoác nhẹ tưng á thì nó mỏng quá, mát quá, nó đốt nóng, nó cũng bị ran tay nha em. Con này thì không ran tay đâu. 75, 85 kg, 90 kg vẫn được, nhưng bụng phải thon gọn. Ok. Chốt cho em con này là 200.000 mã 88. 200.000 mã 88. Một con cuối cùng của line này là một pilot của không quân màu đen Thulul. Pilot không quân màu đen. Vai là 56. Dài 72, 72 trên 1m7 đúng không? Trên 1m7. Chỗ này nó hơi dơ dơ một tí tí này. Đẹp. Nói chung là đẹp. Chiều dài là dành cho người trên 1m7 nha. Dưới 1m7 không bao giờ vừa được. Bởi vì dài là anh em bẩn như em này. Em bẩn anh em nhìn thấy nó ra cái gì. Không có ra một con flop đâu. Không có ra một con flop. Đấy, đấy mới gọi là flop này. Rồi chốt giùm em con này là 300.000 mã 89. 70 đến 80 kg. Hết, em cảm ơn tất cả anh chị em ha. Hẹn anh chị em qua sáng ngày mùng 2 ta lại tiếp tục giao lưu. Có nghĩa là bữa nay là anh em mà mua đồ lính mà hàng mới khui thì tạm thời chưa có. Bữa nay là bòn những cái gì còn sót lại ở trên hiện trường của em. Từ lâu giờ anh em đã ủng hộ em thì còn bao nhiêu thì em vừa bán vừa sale để bòn mì tôm nuôi con thôi. Anh em nào có nhu cầu mua những hàng giá lao động thì chỉ có theo dõi. Theo dõi ủng hộ em á. Em cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon. Chúc vạn sự bình an nha.